Xin chào quý vị các bạn, rất vui được chào đón quý vị các bạn đã trở lại kênh YouTube của Horo. Trước khi đi vào video, quý vị các bạn hãy cho kênh một like, share cũng như một đăng ký. Trong quá trình xem video, nếu có xuất hiện quảng cáo, mong quý vị các bạn hãy xem hoặc bấm vào quảng cáo để ủng hộ cho kênh. Xin cảm ơn. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục đưa quý vị các bạn trở lại với dự án cầu vượt chữ C tại nút giao Chùa Bộc Phạm Ngọc Thạch để xem đến hôm nay thì tiến độ thực hiện như thế nào. Bây giờ mời quý vị các bạn cùng theo dõi video. Vị trí các bạn đang nhìn thấy là vị trí trung tâm nối hai đầu đường Chùa Bộc Phạm Ngọc Thạch. Theo những quan sát, hiện nay công tác đổ bê tông mặt sàn, cầu và cánh rầm tại vị trí các nhịp rầm trung tâm đã hoàn tất, cũng như công tác thi công bề mặt sàn đã kéo dài đến sát với nhịp rầm bê tông dẫn xuống mặt đường. Công tác thi công gờ thành lan can khối lượng cũng đang tăng lên. Tất cả mặt sàn cầu đều đã được đổ bê tông, chờ tháo dỡ cốt pha trong một vài ngày tới. Thời điểm ghi hình vào lúc gần 9 giờ sáng, công tác thi công đợt này đã có phần tích cực hơn thời gian trước. Theo quan sát trên công trường, số lượng công nhân có tăng thêm, tuy nhiên số lượng cũng không quá nhiều. Vì vậy mà khối lượng đạt được đến hiện nay có tăng nhưng ở mức trung bình. Khối lượng công việc còn lại bao gồm như thi công thành cầu, trải thảm nhựa toàn bộ mặt cầu, đèn chiếu sáng và kẻ đường. Vị trí này hiện nhà thầu cũng đã tiến hành đổ bê tông xong, chờ hết thời gian bảo dưỡng bê tông sẽ tháo dỡ cốt pha để chuyển sang thi công các công đoạn tiếp theo. Dự án cầu vượt thì được khởi công vào tháng 10 năm 2021, dự kiến hoàn thành vào tháng 6 năm 2022. Tuy nhiên chủ đầu tư phải lùi mốc khánh thành đến cuối năm 2022 vì biến động giá vật liệu xây dựng và khó khăn di chuyển công trình cả ngầm và nổi phía đường Phạm Ngọc Thạch. Hiện nay thì các kế hoạch đưa ra cho từng đoạn, từng công tác đều đã không thể hoàn thành như dự kiến đã đề ra. Do vậy dự án tiếp tục phải lùi sang năm 2023. Cụ thể lần lùi gần đây nhất là cố gắng hoàn thành vào dịp 30 tháng 4 năm 2023 và hiện nay thì đã là cuối tháng 4. Kế hoạch đã cũng đã không thể thực hiện được. Cầu vượt Chùa Bộc Phạm Ngọc Thạch dài hơn 300m, rộng 9m. Tổ chức giao thông 2 chiều cho 2 làn xe hỗn hợp gồm ô tô và xe máy. Tổng mức đầu tư dự án gần 150 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố Hà Nội. Vị trí cuối chân cầu tại bên Phạm Ngọc Thạch hiện nay cũng không có gì khác biệt so với video đã đề cập trước đó. Theo thiết kế, cầu vượt là kết cấu thép lắp ghép trực thông dạng chữ C theo hướng từ Chùa Bộc đến Phạm Ngọc Thạch. Tổ chức giao thông 2 chiều hướng dọc đường Tôn Thất Tùng, Phạm Ngọc Thạch, đường Chùa Bộc Đông Tác và các nhánh rẽ còn lại sẽ được tổ chức giao thông bằng đèn tín hiệu dưới cầu. Công trình nhằm nâng cao năng lực giao thông qua ngã tư Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch, Tôn Thất Tùng, Đông Tác, giải quyết tình trạng ùn tắc lâu nay. Khi mà đường Tôn Thất Tùng được mở rộng, thành phố sẽ xây dựng bổ sung nhánh cầu trên đường Tôn Thất Tùng và khớp nối với nhánh Phạm Ngọc Thạch, tạo thành cầu vượt chữ Y hoàn chỉnh. Vị trí này hiện nhà thầu cũng đã tiến hành đổ bê tông, chờ hết thời gian bảo dưỡng bê tông sẽ tháo dỡ cốt pha để chuyển sang thi công các công đoạn tiếp theo. Theo như quan sát, trong một vài ngày tới, có thể toàn bộ tôn quây để thi công nhịp rầm trung tâm sẽ được dỡ bỏ, phần nào sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các phương tiện lưu thông qua nút giao này. Bây giờ mời quý vị bạn cùng đi sang phía bên đường Chùa Bộc để xem tình hình thi công bên đó như thế nào. Đây là vị trí trung tâm nối hai đầu đường. Phía bên này thì khối lượng thi công lan can chưa được nhiều như bên đối diện. Tại vị trí chân cầu phía bên Chùa Bộc, hiện nay nhà thầu đã đổ xong bê tông thành lan can sát mặt đất. Phía bên lưu thông theo hướng từ Chùa Bộc về ngã tư giao với Phạm Ngọc Thạch đã được dỡ bỏ tôn quây, cho thấy công tác thi công phần thô của nhịp dẫn sát mặt đất đã xong, chuẩn bị chuyển sang các công đoạn khác.
như quý vị bạn cũng có thể nhìn thấy trên video. Như vậy, hiện nay đã là những ngày gần giữa tháng 5, chỉ còn hơn một tháng nữa là đến mốc hoàn thành mới cuối tháng 6 năm 2023. Với tiến độ thi công như hiện nay và các hạng mục còn lại đang phải thi công như thi công thành cầu, trải thảm nhựa mặt cầu, lan can, đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu, vạch kẻ đường, thì khả năng gắn đích vào cuối tháng 6 năm 2023 vẫn còn bỏ ngỏ nếu như trong những ngày tới nhà thầu không đẩy nhanh tiến độ thi công hơn so với hiện nay. Mong rằng trong những ngày tới nhà thầu sẽ tăng tốc thi công, làm ngày làm đêm để đẩy nhanh tiến độ, để không phải lùi sâu hơn thời điểm cuối tháng 6 năm 2023. Chúng ta hãy cùng chờ đợi trong thời gian tới. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật đến quý vị các bạn về dự án này trong các video tiếp theo. Mong quý vị các bạn đón xem.